bạn quay trở lại với kênh bếp cô Minh. Vừa qua cô Minh đã đi một chuyến xuống dưới Sóc Trăng. Cô Minh đã tìm hiểu ở dưới đó rất là nhiều sá bấu, từ sá bấu ngọt, sá bấu mặn, sá bấu sắc sợi, rồi sá bấu chua ngọt. Ngày hôm nay thì cô Minh sẽ giới thiệu một món trong một số những cái món mà cô Minh đã trải nghiệm ở dưới đó nha. Đó là cái món tôm thịt rang với sá bấu. Để làm món sá bấu ram với tôm thịt thì mình sẽ cần đó là 300g sá bấu ngọt, 500g ba rọi, 300g tôm đất và một số gia vị khác cần thiết cho món ăn của mình. Cái phần sá bấu này thì các bạn sẽ thấy là ở dưới Sóc Trăng sẽ có bán tất cả những cái loại đã sắc như vậy. Nó không mặn giống như những cái loại sá bấu dạng củ nguyên mà mình vẫn hay mua để hầm hay là để kho. Có nhiều bạn thắc mắc là không biết sá bấu là cái gì. Thì thật sự sá bấu này được làm ra từ củ cải trắng. Củ cải trắng trồng ở dưới Sóc Trăng thì củ cải nó được chắc hơn và nó không có bị nước nhiều giống như những cái vùng đất khác. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt tay vào làm nha. Phần thịt nè, cô Minh đã rửa sạch sẽ và mình sẽ sắc nhỏ nó ra. Ở đây cô Minh sẽ sắc cái dạng này, người ta gọi là sắc quân chì. Đầu tiên cô Minh sẽ cho hết tất cả cái phần thịt vô đây nè. Và cô Minh sẽ ướp vô đây 1 muỗng canh hạt nêm, 2 muỗng canh nước mắm, 1 chí xíu muối. Mình sẽ trộn đều cái phần này lên để cho nó thấm gia vị vô. Với cái món mà sá bấu riêng với lại tôm thịt như ngày hôm nay thì mình ăn nó sẽ hơi ngọt một tí xíu nha. Cái cách làm ngày hôm nay sẽ khác với những cái món kho lần trước mà cô Minh hay làm. Mình sẽ cho vào đây khoảng 3 đến 4 muỗng canh dầu ăn, 2 muỗng cà phê đường cát. Sau khi các bạn nhìn thấy cái màu đường nè, nó chuyển qua màu vàng như vậy thì bắt đầu là cô Minh sẽ cho vô 1 muỗng cà phê tỏi và 1 muỗng cà phê hành. Của mình sẽ cho cái phần thịt vô đây. Mình đảo cái phần thịt cho nó săn lên. Lúc này thì của mình sẽ cho liền cái phần đường vô. Của mình không ướp đường trước mà giờ này của mình mới cho vô. Và lượng đường của mình sẽ phải sử dụng là 2 muỗng canh đầy. Nó tương đương khoảng chừng cỡ 40 cho đến 50g tùy các bạn thích ăn ngọt ít hay ngọt nhiều nha. Và mình phải đảo cho cái phần đường đó nó thấm vào trong cái phần thịt. Khi cô Minh cho đường vào lần sau như vậy nè, thì khi mình đảo cái đường nó sẽ làm cho cái phần đường nó keo hơn, nó đổ ra thì nó sẽ làm cho cái miếng thịt của mình nó sẽ trong và đẹp hơn. Bây giờ cô Minh sẽ chế vào đây một tí xíu nước hay là nước dừa đều được hết nha, để cho nó làm mềm miếng thịt của mình hơn. Rồi, cô Minh sẽ đậy lại cho cái phần thịt của mình nó chín và nó mềm, lúc đó mình mới cho cái phần tôm của mình vô. Bây giờ các bạn sẽ xem này, cái chảo thịt của mình cái lượng nước bắt đầu nó đã cạn bớt rồi, cô Minh sẽ cho tất cả cái phần tôm vô đây. Sau khi mình đã bỏ tôm vô rồi thì cái lượng gia vị nó đã thấm vào trong cái phần tôm và con tôm của mình đã chín hẳn hết hoàn toàn, thì lúc này của mình mới cho cái phần sá bấu này vô. Cái phần sá bấu này thì nó vừa ăn rồi, mình không có cần phải rằng là rửa hay nêm nếm gì hết nữa nha các bạn. Và bây giờ của mình sẽ trộn đều tất cả vô đây nữa. Và mình xào cho cái phần nước mắm và nước gia vị ở trong cái phần tôm và thịt nó sẽ thấm thêm vào trong cái phần sá bấu. Với cái món sá bấu rang với tôm thịt như thế này, các bạn có thể ăn với cơm nè, hoặc là ăn với cháo trắng cũng rất là ngon nha. Rồi, sau khi xong rồi thì mình sẽ rắc vào đây một ít tiêu cho món ăn của mình được thơm và ngon hơn. Trộn đều lên. Đã hoàn tất hết rồi, bây giờ của mình sẽ gấp ra dĩa và mời cả nhà cùng thưởng thức với cô Minh nha. Bây giờ mình chỉ cần một chén cơm trắng nữa thôi là mình sẽ có một bữa cơm ngon miệng rồi nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chia sẻ kênh bếp của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.